Rồi, xin chào mọi người. Chúng ta lại đến với một tuần mới của Thursday Weekly giải hàng tuần ha. Hôm nay thì cũng khá là đông người chơi, có 12 người tham gia ha. Tuy là vẫn chưa cán mốc 16 người, nhưng mà con số hôm nay rất là ấn tượng ha. Khá đầy đủ những cái gương mặt quen thuộc. Hiếu thì Hiếu là Hiếu Mion này, rồi Molus, rồi Molus nữa là 14, Luli nếu mà tính nữa là 15, cũng gần đủ 16 rồi ha. Còn ai nữa không? Shinobi 68 gì đó đúng không? Ông nó cũng hơi ít đó, nó đặt tiền mà nó hơi ít khi xuất hiện ha. Rồi, hôm nay thì có 12 người tham gia ha. Rồi, không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ đến với trận đầu tiên trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Cái tuần lễ cuối cùng của tháng 7, trận đấu giữa Cinnamon và Rostron ha. Nhan là ai ta? Nhan là ông nào? Nhan Pachi gì đó hả? Nhan 9000, Nhan 9000 với Nhan Pachi là hai người hay một người ta? À đúng rồi, mình nhớ là cái giải quyết hàng tuần cũng có từng có một cái ông tên nick là Giang 9000 rồi, mấy buổi mấy tuần đầu tiên á, sau đó tại sao không hiểu sao không thấy xuất hiện đó. Và cái thằng Minh Chi thì chắc khỏi tính à, nó có thấy chưa bao giờ đâu. À hai người đúng rồi, à lâu forward đúng rồi, lâu forward rất là lâu rồi không xuất hiện ha. Ủa gì, ủa thì như là tuần trước thì hai người này đã gặp nhau rồi đúng không ta, cũng ở vòng một này, Cinnamon với lại bạn Rastron này, như mình nhớ tuần trước cũng gặp nhau ở cái trận đầu. Ok, xem nó có bắt không? Ok, wake up Toriel. Quá dễ đoán nhưng mà Cinnamon không đoán được. Đúng rồi, lâu cô rồi, nhắc tên lâu lắm thì không nghe tới nè. Á ơi, tác sư xong Toriel lên, không cần biết đối phương bấm gì ha. Toriel nè. Dạ. Ấy. Ahmed đắp, Ahmed. Ahmed đắp nữa. Đắp lại không biết. Rồi, game 1 thuộc về Rastron ha. Theo thông tin thì Rastron này là ở miền Trung ha. Miền Trung là tỉnh nào? Hai chia bắt low skill. Cũng dễ hiểu hai bạn này rank D mà mặc định của game là rank C ha, còn thắng vài trận là lên được rank C rồi, rank D thì là bạn cua rất là nhiều mới xuống được rank D. Ok, anh PE từ phía Cinnamon đấy, đi thẳng vô cái phô đi kích sao mạnh không đỡ ta, bây giờ bấm cái nào chung cái đó. Toàn là đi thẳng vô nha, cho nó đấm. What the hell, anti-air bằng tanking medium kick. Cái đó phải combo đâu, sao lại làm cái đó. Nè. Solo đốt nè. Solo đốt rank D à? Solo đốt rank đúng thì rank C mới đúng. Rồi đó chắc tại thua giải ở Việt Nam nhiều quá chứ, chỉ họ đánh với Philippines nhiều là lên rank liền. Tại em đánh ở giải Việt Nam nên rank D đó, đánh với Philippines, Indo gì là lên rank liền. Ở Đông Nam Á thì chắc là first try cũng không lúc nào mạnh bằng Việt Nam này ha, cái đó đều gần như chắc chắn thì ai cũng biết. Ghê vậy? Wow. Rồi không biết có phải là quick punish không hay là chỉ là random super mà may trúng. À, mình thì mình nghiêng về cái hướng là super bừa nhưng mà hên là trúng. Rồi, không đều ha. Liệu cái kết quả của tuần trước có lặp lại không?
Mình chỉ các bạn xin đi minh thắng à. Đông Nam Á chùm fighting game à. King of Fighter với Tekken với Street Fighter 5 thì không thể nào gọi là chùm được. Có chùm thì có thể may ra Guilty Gear với Third Strike là chùm ha. Chứ còn cái game mà nhiều đông đông một xíu như là cái Street Fighter 5 rồi Street Fighter 4 rồi KOF không thể nào chùm được. Nhớ em đó Singapore là mạnh nhất. Còn Tekken thì Thái Lan là mạnh nhất ở Đông Nam Á. Alo, Tekken in Philippines là mạnh nhất ở Đông Nam Á chứ. Philippines mạnh hơn Thái Lan đúng không? Rồi, bạn đã có set point cho Shin Demon ha. Sau cái game đầu tiên mà giành được thắng lợi thì bạn Tap Strong này đã trở lại với phong độ thật của mình. Thì ăn bóc nhiều quá, bóc hết nửa cây luôn, chả phải làm gì hết. Rồi xong luôn. Rồi số cuối cùng là 2-1 nghiêng về phía Shin Demon ha. Rồi Shin Demon sẽ gặp Solo Dot ở vòng sau. Rồi cũng ra Strong lần nữa chưa thể có được chiến thắng ở cái vòng này. Rồi trận thứ hai là Neromaru gặp Minh Bộ Đội ha. Neromaru vs Minh Bỏ Đói. Ok. Rồi, mời hai bạn vô ha. Hero đâu rồi ta? Rồi, có tín hiệu. Đây đất ly Miro đúng không ta? Mày có thể vào top 2. Nhắm là mày nhắm đến top 1 chứ sao cứ nhắm top 2 làm gì. Cái game phải nhắm lúc nào mà nhắm đến top 1 thì mới mạnh được nhá. Đừng có nhắm top 4, top 8 hay gì hết. Thắng bảo hả? Bảo đánh Elena chắc là Thái thắng Bảo chứ anh á. Mắt chấp Ken Elena quá ngon nè. Nếu mà có thành trường hợp mà Thái biết mắt chấp nhé. Còn Thái mà không biết mắt chấp thì không biết. Rồi áo quân của tuần trước Neromaru đang có một cái khởi đầu không được suôn sẻ cho lắm nhưng mà đã mất round đầu tiên ha. Nhưng mà round sau này đang lấy lại phong độ rồi. Ném bổ hồng. Cái gì phí phạm vậy? Trời ơi, còn rau mà ông nội. Ghê, rất gồ luôn. Rồi, chúng ta phải có một cái random của Konami nào từ phía bên bộ đội này không ạ? Bạn này như không đỡ dưới. Hả? Rồi, Karakusa. Rồi ok, super. Bùm. Rồi, để xem. Đây, đen. Úi, rớt. Trời ơi, tưởng làm được rồi, đắp một cục chia ghê. Không có Tominaga trong tình huống rồi ha. Không dính được cái đầu tiên. Rồi xong, chết thằng Nero rồi, cắt đó cứ xa. Ok, không cần. Rồi, game 1 về Minh Bộ Đội. Minh Bỏ Đói ha. Mà liệu chúng ta có bất ngờ ở vòng 1 hay không? Đó là cái giá mà bạn phải trả khi mà không biết tiết kiệm năng lượng ha. Dùng dùng Mister chỉ để lấy perfect. Ok, hay thế. Đen. Rồi xài EX luôn ha. Tsunami nó có hai stock meter nên mọi người xài EX thoải mái ha. Đó là một cái ưu điểm của Tsunami so với lại cái CQ lên. Hay quá. Ok.
thằng tô này đánh tụi này đánh tốt hết. Ghê vậy chú ơi, lên 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 á. Trời ơi, vừa rồi thực ra chỉ là combo bình thường là Nero chết rồi chứ không cần phải Hokage ha. Chỉ cần Hokage lên xong rồi nhảy lên cái đòn E Tsurugi xong rồi rất bằng một cái Hayate nữa là thằng Dudley sẽ chết. Một cái combo rất bình thường thôi, không cần phải làm double Hokage như tình huống rồi ha. Và mọi người cũng nên hiểu là đánh cái super này á, cái Amaretto Sanami này thì chúng ta không bắt buộc chúng ta phải thuần thục được cái double Hokage ha, chúng ta mới có thể, chúng ta vẫn có thể đánh những cái combo bình thường, vẫn có thể xài được cái super này, chứ đó không phải là một cái tiêu chuẩn để chúng ta có chọn super này hay không nha. Đừng, mọi người đừng xem Tominaga quá nhiều mà mọi người hiểu lầm cái đó. Nó hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua cái combo đó để chúng ta đánh cái super này bình thường ha. Rồi đã thắng 2 round nhờ 2 cái quyết chấp super, rất là may mắn cho Neromaru ha. Cảm giác vẫn còn chưa biết bay super ha. Nên nào, ok, không sao, vẫn còn một game nữa cho mình bộ đội. Cho nên bạn, nếu mà bạn Minh xem lại á, thì mình khuyến khích là bạn Minh thay vì cố gắng làm cho bằng được cái combo đó bộ Hokage thì bạn có thể làm cái combo circle nó dễ hơn bình thường hơn, nó dễ hơn và nó vẫn đủ cái đam để chúng ta có thể kêu mình bật được hết rồi. Sao bị ăn đi hoài vậy? Cross counter thì rồi, ok, đã có meter rồi. Ok, sweep. Ok, rồi combo. And xong thầy yes luôn. Hay quá. Hay. Oh no. Oh, rất là tỉnh táo quá. Đi tới pro từ phía Neromaru ha. Rồi set pro cho Nero. Cái matchup này thì cái tốc độ game nó sẽ thường rất là nhanh ha. Tại vì hai con này đều là hai nhân vật còn đánh theo kiểu lấy công làm nền tảng của mình. Thế sao lại yes cross counter? Ok, làm combo yes đi. Đúng rồi, reset rồi, có thể reset nè. Hả? Rồi, nghe SUE. Riêng những bạn nghe SUE thì Makoto không ngán bất cứ con nào trong cái game này ha. Rồi, chết rồi. Đủ chết rồi. Rõ combo. Để xem, xuống Sanami. À không được. Ê. Ê. Why? Tại sao lại bonus như vậy? Trời ơi. Karakusa rồi mua bình thường mà thắng. Trời ơi. Mình bộ đội bonus ẩu thế, không tập bonus chứ đó. Makoto luôn luôn bonus bằng Karakusa nhé mọi người. Luôn luôn mà nhớ cái đó. 2-1 cho Nero ha, cuối cùng thì cũng không có bất ngờ nào xảy ra. Rồi tiếp theo mời Yuhei 4144 và Victor Master ha. Yuhei Reset Ono Victor. Vừa rồi trận vừa khá là tiếc cho mình bộ đội ha. Kiểu như bạn hơi bị cuốn vào cái nhiệt độ của cái con Makoto đó, cho nên bạn chưa có biết là mình nên chậm lại vào lúc nào, cho nên là kiểu như hay có cái thói quen là thích Misty lúc quét cấp và thích chất liệu đối thủ nhanh đó, cho nên là hay bị ăn cái quét cấp super của con Dudley trong hai lần rồi, ở trong cái set vừa rồi. Đâu rồi ta? Yu hay đâu rồi? Ok.
Rồi, đấu thứ ba trong ngày. Ồ, trận luôn rồi ạ. Fukimiro ha. Hai thằng này lấy cái mồ. Rồi trở lại ha, họ như vậy là đã có game game một cho Little Master rồi ha. Vừa rồi chắc là mình không bỏ lỡ cái gì đáng chú ý đâu à. Khi tóc bạc là vui hay ha. Màu vẽ quách cấp DP. Ô, hãy đánh á, Super 3 à. Cái gì vậy? Nhưng mà cũng không có một cái punish tử tế nào đến từ phía Yu hay ha. Ok. Hầu hết nè. Wow, đây là bọt vừa vô góc. Yeah vậy? Raising Demon. Mà không có một cái punish nào đủ mạnh để kết liễu nữa. Cái nào đến từ phía dù hay 4144 à. Rồi, vậy là đi thắng cuối cùng đã thuộc về Digital Master. Rất là nhanh chóng nè. Rồi, trận cuối cùng Hoàng Mộ Việt Thái và ca sĩ Hải Long. Trận rất là đáng chú ý là Hoàng Mộ à. Cái nhánh này thì bốn người trong Elite đều nhầm chung mọi cái nhánh bên này ha. Có một cái sự mất cân bằng trong bracket của ngày hôm nay, nhưng mà chịu thôi tại vì random mà. Chính là ca sĩ cũng là đáng mong đợi ha. Sau trận này đến lượt Solodot gặp Shin Demon nha. Lâu rồi mình thấy Thái xuất hiện ở giải hàng tuần ha.
Còn em hoặc là trước nữa. Ơ, à, cái gì vậy? Ồ, tại vì Mac Pro. À, rồi không có một cái confirm của Super từ phía ca sĩ ha. Crouching Jin Rai. Hay quá. Rồi, ưu thế khá lớn đang thuộc về phía Thái nè. Rồi, xem mix up của ca sĩ như thế nào. Ờ, không được rồi. Thôi, nhưng mà chưa chết. What? Sweet luôn à? Ba cái package combo liên tục từ phía Thái hả? Reset đúng rồi. À, ổn rồi. Rồi, set point cho 299 ha. Hai thủ thủ rất tốt. Còn cái nào rồi. À, không có link phía Wookie. Link được bộ mấy sát sư ha. Rồi, hít sắp nào. Hay quá. Peri Peri và có một full hit. Full lực từ phía 299. Phải đó combo thì ca sĩ Hải Long. Rồi, Thái không có lý do gì phải đánh nhanh nữa ha. Một cái confirm nữa sẽ thay đổi rất nhiều chuyện trong cái round này. Rồi, ok. Thảo round cho ca sĩ Hải Long. Rồi, nhưng mà vẫn là set point cho 299 nè. Ờ, nhập một góc ngay ở đầu rào. Ok, vẫn dính hai hit. Oreo, medium. Block rất rất tốt từ chế ca sĩ. Rồi. Oh, reset. Ờ, bị chậm. Á, à, không có thiên rai. Và phải giải giá bằng một cái mít sát sư. Rồi. Á, à, hơi sớm. Tấm sát sư sớm rồi, mình có cái link. Hay quá, rồi. Đây, một chặng nữa từ Thái thôi. Thay đổi rất nhiều mà. Rồi 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 rồi. Ồ, đủ đi chip ram. Quá hay. Cái lượng chip ram vừa đủ để con Ken ha. Rồi, ta điểm với set quyết định. Ra quyết định cái game cuối cùng của cái set này. Không có cái link từ phía Ken. Đó, pushback đủ để không bị bullet ha. Nhưng mà vẫn là ưu thế tương đối dành cho Thái rồi, đã có round dành cho Ken. Thì lãng phí một cái tơ super ha. Rồi, không có hai cái like vào super. Thầy đi thiếu ít hai. Ok.
Linh hai rồi nhảy lên vai môn nào. Mũi định là vô Mitty bằng bằng Flow thêm phần ha. Rồi full set bạn thì e tốt từ phía các thẻ long rồi chúng ta sẽ có full set nè. Theo quyết định do cả hai người chiến đấu một trận đấu của hai người ở League A ha, rất là căng thẳng. Hay quá, nó có thể là vô tình nên là cái đáp đó nó đi qua luôn cái đó tư ha. Nào tỷ răng B ra, yeah. Nào tỷ chắc là răng B rồi. Này, ok, còn dính được 3 hit. Hay quá. Ồ, reset, đúng rồi. Này đi, hop. Hay quá. Wow, chỉ có 2 hit. Rồi, chạm nữa từ phía Ken thôi. Block cross up. Oh no. Oh, vậy rồi. Why? Sao lại làm vậy trong tình huống đó? Oh, nghĩ là ca sĩ lại đánh đầu như vậy trong cái giờ phút quan trọng như vậy ha. Rồi, chúng ta đã có game thuộc về 299 ha, số là 21. Rồi, tiếp theo là Solodot và Cinnamon ha. Chơi ca sĩ khi mà bị comeback ở những cái phút cuối cùng mà đã dẫn đến một cái quyết định khá là sai lầm ha. Rồi Solodot và Cinnamon giữa Julie và Alex. Sau trận này sẽ đến Neromaru và Yido ha. Tiếp nữa là stun Billy rồi ha. Yeah. Lên. À, drop đất rồi. Lại đi ăn một cái slap. Ai à. Chắc chắn cũng có hơi chút giật mình cho Solodot trong cái round rồi ha. What the hell? Ăn bốn cái bách heavy punch trong một round. Overhead, tiếp ngay. Bạn này gần như là block 100% chứ không có parry ha. Rồi rất là tự tin. Vừa rồi, hết. Chết luôn rồi. À chưa. Ghê vậy, ok, khá nào cho xin đi mất ha. Xem liệu có bất ngờ đến từ phía bạn Shin Demon không ha. Rồi một hit nữa xin tỉnh, ok. Rồi xong rồi. Không cho Solodot nè. Chưa có bất ngờ đến từ phía Shin Demon. Cinnamon này sai pop của Julie chưa được tốt lắm thôi. Tại vì nếu đánh đúng thì Julie không thể nào bị out pop trong match up này được. À, Alex mới là người bị out pop trong cái kèo này. Rồi, ta có set point cho Solodot ha. Có lẽ là Hero với lại Nero chuẩn bị được rồi đó ha.
iPhone X luôn. Super. Cái gì vậy? Không hiểu tại sao lại không có cái super cho người mua rồi. Bỏ đỡ. Rồi, 20 nè. 20 là Solorot. Và Solorot là người đầu tiên có mặt trong top 4 của ngày hôm nay. Rất là lâu. Cuối cùng thì sau rất nhiều tuần lễ thì Solorot cũng lại trở lại với top 4 nè. Rồi, tiếp theo là Nero và Yidom ha. Nero Maru và Yidom văn hóa. Video rồi ta. Rồi, Huren gặp Dudley ha. Thế? À. Cái gì vậy? Hả? Sao tóc cổ mà lại không có cancel ra Egypt? Oh my god. Tại Ni mà còn Ni X mới chịu. Cái Ni nó chỉ dùng khi mà bạn chúng ta canh được khoảng cách nó đủ chuẩn thì chúng ta mới dùng cái Ni không người. Cái Ni rất là cái đầu không có an toàn chút nào. Đang không có một chút respect nào từ phía Nero dành cho Yidom ha. Ghê vậy? Ghê vậy? Nhưng mà lại sai combo rồi ha. Mình chắc còn có rào cho Yidom ha. Ok. Tao dẫn này đến lượt Smith gặp Ditto Master nhé. Ghê. Ghê. Edit. Overhead. Không cần. Ok. Ai? Sai. 777. Ghê vậy. Chết luôn rồi. Wow. Wow. Ok. Để xem này Romaru có định thần lại được chưa. Game 2 ha. Sao bị dính cái tackle heavy nhiều thế? Thằng này làm cái tackle vớ vẩn nhiều quá ha. Cái đó ai mà biết parry là bị ăn đòn sấp mặt luôn á. Nhiều con nó chả cần phải parry để bullet cái đó à. Có game round cho Nero ha. Yếu rồi. Rồi con nít để té nào. Đúng rồi. What the hell. Rồi. Rồi ném hồng 7. Ok ok. Rồi. Không đeo ha. Game 2 rất là nhanh thuộc về Nero Maru.
hero đảm rồi quen với cái cách đánh mà random tackle heavy cho kiểu của Judo mày ha. Để mới ra quyết định của cái set này. Nào, bắt đầu ra vào với cross counter. Này xài special toàn là xài bản heavy mới chịu ha. Headbutt cũng phải heavy luôn. Tackle heavy, headbutt heavy. Như là bạn này không biết cancel cái tackle để ra ra edit thì bạn. Bây giờ mình không thấy một cái tackle nào để vô edit hết. Hoặc là raw tackle dừng lại đó nè. Thấy chứ đâu, trời rồi ném gương là cơ hội vậy đó, thăng rau này rồi. Mà để ra giữa, ok ok. Có khi nào Nero lại tự bắn vào chân mình ở ngay vòng 2 không? Rồi, ném vào góc. Rất là nhiều ý định bật từ phía Neuromaru thôi, cuối cùng có một cái tay giết nhưng mà lại bị ăn cái Rocket Upper rồi. À, thằng con anh nó đang nằm chơi ở ngoài phòng lắm mà. Bạn này không làm được cái con cuối combo đèo hai tắt. Bây giờ là Judo bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội có thể kết thúc được cái round này rồi ha. Ai bắt trời heo cái trận đấu này. What? What? Mà nó cạn lời với cái trận này. Nhiều tình huống mà không thể nào lùi trước được. Không phải ngẫu nhiên mà mình xếp với Nero ở League B chứ không phải League A. Mình chơi cũng rất là lâu rồi. Nero vẫn chưa biết cái cách để gọi là condition, tức là làm chủ cái cuộc chơi trước một cái đối thủ mà level yếu hơn mình rõ ràng, nhưng mà Nero không làm chủ được cái trận đấu này. Có để rất là nhiều cái quyết định nó mang tính random, nó chi phối. Thế không phải giết là combo giết nữa nè. Còn nữa nè, nó hẳn thành cùng ghét và kết quả nó không ai trúng. Yeah. Cái gì thế này? Mấy trận đấu đấu rất là khó bình luận nha. Vậy là Nero Maru áo quân của tuần trước. Mình phải dừng bước với tỷ số 2-1 trước Judo ha. Và tiếp theo là Nick Smith gặp Disco Master ha. Rồi, phải Disco nè. Nhưng mà Nero vẫn luôn biết cách để làm chúng ta phải bất ngờ từ tuần này qua tuần khác. Rồi, Disco đâu rồi? Đó rồi. Chắc Julian với lại Ovi ha. Chắc mình rất ghét cũng nghiêm này.
Ok, nước sắp sư. Đầu đánh mấy con này của anh to ha. Biết nó đánh như thế nào. Khác là bị ăn luôn cái gương đó. Chấp đó mất tiền ha, cái durian mắt chấp này thì Yuren không có được đánh, không có đánh nhanh ha, phải đánh rất là từ tốn lại. Tại vì Wolfie option của nó thắng Yuren nhiều lắm.
Để em check coi. Giò mới chấp mà. Rồi, hai ngọt cũng biết ha. Rồi tiếp theo là bảo 299. Rồi mời bảo với Thái vô ha. Elena gặp Ken. Theo Kuroda thì 5 năm. Nhưng mà mình chúng ta không phải Kuroda, mà cái góc nhìn chúng ta không có ai giống Kuroda. Rồi. Pro game của nó là được. Đánh Elena là người mà không biết bắt chấp là hay bị cú mà cái lối đánh lại hay bị nó pro. Rồi. Rồi, xem cái sắp thế nào với Ken ha. Ok. Rồi, nó một thủ về 299. Rồi. Rồi còn ra cả cái story value nữa ha. Hay quá. Không có nó rõ gì thế á, Thái. Đây là quá chắc tương đối khó cho Elena ha. Tại vì nói về bóc thì game này mình có làm bóc ngon hơn được Ken. Rồi. Mẹ khó cho Bảo đấy nè. Rồi 1-0 cho Thái 99. À, chúng ta sẽ được đổi tay, có đổi tay không ta? Không đúng không? Phải đánh cái tay. À nó đổi tay nhé, Thái thắng. À không, không, chắc là có tay mấy ai. À vậy là khi nào Bảo thắng mới đổi tay, nhầm. Ok, Ray luôn. Đó. Heavy kick thì Ray. Bây giờ rất nhiều whip bonus đến từ phía Thái hả? Ok. Anh nghe rất là tốt từ phía anh chính bây giờ ha. Ê, quá hợp
hợp lý từ phía Elena. Barry và ngay lập tức buffer vào một cái super. Hồi nãy thì Thái mà làm cái combo tay nhật combo mà Hado Jin Rai là thắng, nhưng mà làm với tay nhật combo Sori bình thường là không đủ để giết hả? Unit, trời ơi, cho biết Unit bằng Jin Rai được. Bài nào này khó thoát khỏi Thái rồi nè. Rồi xong. Cái bò cho Thái 99 nè. Sau trận này sẽ là solo đốt gặp Nino ha. Ok, thế lớn thuộc về bảo rồi. Thấy hết tốt cho bảo không sao, nó còn rất nhiều thứ khó mà bắt ha. Rồi xong kiếm hai thuộc về bảo ha. Rồi có phương phép. Cũng đặt đánh tay khác. Giờ cái tay kia mình biết mắt à. Nghe tốt thì dễ lên ra. Đây hai hit ha. Cái đầu nó hai hit. Khuyến khích là những bạn chơi Elena sau này nên đứng máy một ha. Ok. Xin trai. Bóc có sắp tốt từ phía Elena. Hay quá, whip unit. Cái throw bị whip unit. Một cái vô được xin trai ha. Ok, xem bảo làm gì. Chạm nữa thôi. Ghê, chết đáp, chưa chết nhưng mà đã đưa cái trận đấu về thế cân bằng hơn rồi. Ok, chúng ta tỉnh táo từ phía bảo à. Check point cho Lena. Rồi, hai cái quán liên tiếp. Rồi, bật rồi. Chúng ta rất là chuẩn từ phía Lena ha. Rồi thua rồi. Rồi đi qua show. À bảo là người đi tiếp hả? Rồi 2-1 số cuối cùng. Cái set đấu rất là căng thẳng giữa Thái và bảo ha. Rồi trận sau Hitsmith sẽ phải đánh với bảo rồi. Mình sẽ bán kết đầu tiên giữa Sorodos và Jiro. Kết đầu tiên ha, vô đốt và video. Rồi, tiến đến top 4 của giải đấu.
tiên cho video ha. Ủa sao mình nói ngoài vậy? Ê Unit, Unit nhẹ thế. Cái đó Unit tốt nhất là đáp tới rồi hoặc là nhảy vô rồi elbow lên ha. Video à, solo đốt đánh mắt chấp này chắc là rất là nhiều là những cách không có vấn đề gì đâu. Ok rồi, peri peri hay hit. Rồi, đi chết mà gặp khó phát à. Ok, trời ơi rồi xong. Ê, rồi xong rồi. Mà đây tackle heavy với ES xong rồi. Tackle bình thường lần nào hết. Rồi, cơ hội rất là lớn để solo lần đầu tiên vào chung kết trước cái giải Weekly ha. Đã để ở rất là gần rồi. Một game nữa thôi. Yeah. Ok. Full tunis luôn. Anh chưa chết. Rồi sao? Hết coi ha. Video này đánh dễ đoán quá hình như đánh bằng phe tô không à, chứ không có tập đánh dùng nó mồi hết. Đánh như thế rất là khó để tiến bộ hả, tại vì nó hoàn toàn lệ thuộc vào cái việc hên xui. Tất cả những đó đều đoán chứ không phải là có một cái quá trình neutral nó đúng vậy. Ta không thể chơi hai game bằng phe tô không mà bỏ qua nó mồi như vậy được. Ai giết đâu? Rồi xong. Ok, 2-0 cho Sonoros. Rồi, như vậy là Sonoros đã có mặt trong trận chung kết ha. Rồi, tiếp theo là mời Hitsmith gặp Bảo. Bảo nên là mấy 1 ha. Bảo mấy 1 thì sẽ bị trắng stay của Elena. Elena Yurian hát tự nhiên lắc một cái này. Hey,
À chết luôn. Cái lớp bọt con này nó bị nhỏ khi mà nó ngồi xuống nè, nó low profile lớp bọt lên nhiều, cái đầu nó bị đi qua. Con cho bảo nè, speed profile. Rồi, hết thôi nha Bảo. Quá không đánh mấy con này. Quên mất hết chắc nguyên rồi. Nó đến với trận tranh hạng ba chính là Smith và Gino. Dở quá. Rồi mời Gino mua ha. Rồi chúng ta đến trận tranh hạng ba trước. Elena cái rồi đi đua cái speed nè. Luôn nhé.
này. Làm gì thế? Rồi, 2-1 cho 2-0 cho Hitsmith ha. Cho nó trận tranh hạng 3. Rồi chúng ta đến với trận đấu cuối cùng trong ngày giữa Solodot và Bảo ha. Xem thêm Elena chứ nắng không ổn chút nào. Rồi Solodot với Bảo vô ha, trận Grand Final. Rồi FT3 bất chấp cũng khá là hiếm thấy ha, hiếm nhập ha. Alex gặp Elena trong trận Grand Final. Mình biết là Solodot có đánh với cái con này nhiều chưa, đang cao là chưa, thì rất ít người chơi ha. Rồi Grand Final à, Bảo lại mấy ai rồi, cái nữa cũng rồi. Rồi chiếc bóc của cái đòn nó rất là lớn ha. Ok ok hết to. Ok không phải hết. Rồi đến với game 2, cô tạo là 1-0 về Bảo. Anh quá nhanh nên là không nghĩ cái stun của bên kia ha. Cái animation của cái đòn rep lên nó chỉ có một hit đầu tiên thôi ha. Nếu mà trúng hết thì nó mới ra full animation. Không có thể dừng lại hit đầu. Các bạn là giữa đó mọi người chưa quen mới đánh cái con này nhiều ha. Cũng không có kinh nghiệm bất chấp nhiều ấy. Mọi người vẫn còn lạ với những cái đòn normal của nó.
Cái đầu normal hay special này chỉ rất là hay hết. Không có berry thì phải berry hai cái ha. Rồi, số này là 20. Phạm Duyên về bảo liệu qua Solo đốt có làm nên cái chuyện gì đặc biệt ở cái phần còn lại của set này không? Thành giờ xem. Rồi ok, phải đi hai hit vào cũng hit chết lát đó ha, một cái vật rất là đơn giản. Rồi, tournament point cho Bảo đây ha. Ok. Mà cũng không có full hit từ phía Solo Dot. Ok, hết storm. Rồi, full hit nào. Rồi. Đúng là chịu không rành mắt chấp á, cho nên là cũng chưa có full hit đúng cái được cái đó hả. Ok. Hãy nó rao cho Solo Dot. Vẫn còn hy vọng để comeback ha. Đúng rồi, như Red Fairy hit cuối. Vì hit cuối thì nó đỡ được pushback nhiều hơn. Hai cái con stun rất là cao đánh nhau ha. Hay quá, hay vậy, ok. Đóng game cho Solo Dot 2-1. Xem là sẽ có cái cuộc lục dòng nào từ phía Alex hay không. Rồi, lại về cái stay này rồi. Đi. Nếu mà cái stay ban mà ra vào cái thời điểm này thì chắc chắn là cái stay này sẽ đi ban ha. Đâu thật nhìn nó rất là khó chịu. Tay này nó tay của Giang nhìn nó khá là đau mắt. Rồi chết rồi thế ok. Đang thử tìm cách full hit nhưng mà không thành công ha. Rồi là Solo Dot lại được dùng cái cách khác để full hit mà nó cũng chưa thành công. Cái đó cần phải training mode để lắm ha. Nếu chỉ đánh qua một hai lần thì khó mà biết được cái cách của nó đúng. Có những Chun-Li hay là Ken thì nó đơn giản hơn rất nhiều nếu có super ha. Còn những con này thì phải lắp. Rồi chết rồi. Rồi như vậy là giải của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc ha. Rồi thằng cuối cùng thuộc về Elena của Bảo. Rồi hôm nay là một cái tuần rất là dài với khá đông người chơi và rất nhiều trận nó kéo dài đến ra cuối cùng ha. Cái tuần này có vẻ cảm giác là nó dài hơn mặt những tuần khác khá là nhiều. Rồi vậy là cái tháng 7 khép lại và tháng 8 nó sẽ qua tháng 8 và còn sau với tháng 8 mình sẽ tiếp tục đánh weekly ha mọi người. Còn cái dự án mà đánh 4 team 3v3 thì vẫn còn bàn thêm ha. Đó một cái khá là vui trước khi chúng ta bắt đầu vào cái clip B. Thì cần mọi người đóng góp ý kiến nhiều hơn cho cái ý tưởng đó ha. Thì dự kiến là bắt đầu và sẽ đánh vào giữa tháng 8 nếu mà được. Sẽ tiến hành cái buổi 3v3 4 team đó vào giữa tháng 8. Rồi, vậy là cái giải hàng tuần phần cuối cùng của tháng 7 đến đây là chấm dứt. Rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia và theo dõi ha. Rồi, cái stream sẽ tạm dừng ở đây. Có nhu cầu đánh casual tiếp thì vào Discord mình cắt ha. Rồi bye bye mọi người.